xin kính chào quý khán giả cô đàiスペイン khắp mọi nơi. lần nữa tôi được xin hạnh trở lại để mà chia sẻ những cái tin uh, tức mới nhất về cái nguyên tắc dinh dưỡng dùng địa trung hải gọi là mediterranean diet là một cái loại uh, dinh dưỡng đã được rất là nổi tiếng hiện nay uh, tại hoa kỳ và khắp nơi trên thế giới. thì cái mediterranean diet là gì? đó là cái dinh dưỡng người địa trung hải đặc biệt phần lớn là ở vùng nam nước ý và hy lạp. chúng ta có những cái nhà hàng gọi là Greek restaurant lợi ích của phương pháp dinh dưỡng này chúng ta sẽ được bàn tới và những nghiên cứu mới nhất về cái dinh dưỡng này để giúp cho người già như thế nào gọi là hội chứng già yếu và đồng thời chúng ta sẽ so sánh với cái thực phẩm của người Việt chúng ta như thế nào nếu như nhìn thấy quý vị đã quen thuộc với cái chữ pyramid tức là cái cái tháp kim tự tháp nói về cái cách dinh dưỡng thì cái phần đáy vẫn là cái phần mà chúng ta phải làm thường xuyên và càng lên cao chừng nào thì quý vị thấy càng ít chừng đó phân tích những cái cách ăn của họ thì như thế nào phần cuối cùng vẫn là thể dục mỗi ngày và khi chúng ta ăn đó thì mỗi ngày chúng ta được ăn gạo nâu bánh mì nâu mì, tất cả đều nâu hết tức là những loại hạt lớn là grain quý vị nhớ như vậy và chúng ta ăn mỗi ngày là có những loại trái cây tôi sẽ bàn dơm chi tiết ăn tí chi về yogurt Nhưng mà càng lên cao quý vị thấy người ta phần lớn sẽ ăn cá nhiều hơn và một tháng chỉ được ăn cái thịt đỏ tức là thịt bò một lần mà thôi quý nhìn thấy một cái uh, cái hình ảnh đó, nó, diễn tả được phần nào họ ăn nhiều cá dầu ô lia và rau và cái bánh mì nâu dinh dưỡng kiều đi trung hải phân tích chi tiết chúng ta thấy mỗi ngày họ ăn cái gì họ ăn bánh mì nâu và pasta cơm gạo nâu như chúng ta và số hai là họ ăn rau buổi trưa và buổi tối một phần rau tươi là bắt buộc phải có trong đó rau thì cần có nhiều loại có nhiều màu tại vì nó có nhiều chất dinh dưỡng khác nhau chứ không có thể ăn một thứ rau luộc được thứ hai là thứ ba là trái cây phải ăn hai và ba phần trái cây một ngày đặc biệt họ chú ý vào cái avocado và ăn thêm các loại hạt khác nhau có thể là đậu phụng hay là những cái loại hạt almond và đặc biệt họ uống rất nhiều nước một chấm rưỡi tới hai lít nước mỗi ngày và họ sử dụng sữa không phải như người mỹ họ ăn cái yogurt tức là cái loại rất là nhạt và nó không có ngọt giống như cái kiểu dầu của người Mỹ, họ ăn chi để thay thế những cái mỡ động vật. Và cái nguồn chính của họ thực sự vẫn là cái olive tức là cái họ ăn sống chứ không có ăn uh, chiên và họ chiên rất là ít và đặc biệt sử dụng tất cả những loại gia vị hành tỏi ớt để cho cái thực phẩm nó trở nên ngon hơn, ngon miệng hơn. Và mỗi tuần thì họ được ăn cá hai bốn lần hoặc là trứng À, mỗi là một trứng có thể ăn hai lần hoặc tới bốn lần tối đa không ăn nhiều thịt nguội và họ cũng ăn những loại sốt c như là lạp xưởng của chúng ta và thường thường họ cố gắng thay thế cái đồ biển để thay thế những khẩu phần thịt tại vì thịt rất là đắt và thịt phẩm ngọt thì rất hạn chế và đặc biệt là mỗi tháng họ chỉ được ăn thịt đỏ có một lần mà thôi nhưng mà họ vẫn ăn thịt trù nhiều hơn là thịt bò và ăn rất là ít thịt heo đó là những cái ưu điểm của họ nhưng mà không phải là chỉ là dinh dưỡng Đời sống của họ nó liên hệ đến vấn đề ăn uống điều độ Không ăn quá no Thể dục thường xuyên mỗi ngày Ăn lúc nào cũng có tích cách gia đình Không có ăn đơn lẻ, không có ăn cá nhân Và lúc nào cũng có vui cùng bạn bè Và đặc biệt có một tí rượu để cho nó ấm lòng Tức là rượu chắc đỏ Chứ không có uống rượu à, mạnh như chúng ta Lợi là gì? tất cả những nghiên cứu đều cho thấy hiện nay cái những người mà ăn theo khẩu phần này tỷ lệ tim mạch rất là ít nhạt mạch máu tim và tỷ lệ đột quỵ, đột quỵ rất là ít và giúp được giảm chứng yếu đuối của người lớn tuổi thực sự gọi là frailty đó là cái tài liệu của cái tạp chí y học à, nổi tiếng của Hoa Kỳ đó là Journal American Medical Association là ngày 15 tháng 5 vừa rồi đã cho ra những cái tin tức về cái này và chúng ta sẽ nghiên cứu về cái chứng yếu đuối của người lớn tuổi như thế nào. Được gọi người già yếu hay là yếu đuối là có ba trong những yếu tố sau này. Sụp ký trên 10 pound trong một năm, họ lúc nào cũng thăng mệt và kiệt sức. Họ yếu bắp cơ, không có làm việc nặng gì được hết và đi đứng rất là chậm chạp, đặc biệt không thích hoạt động hay là chỉ thích ngồi và là ở nằm trở trong nhà về phía dưỡng học người ta chỉ làm bốn loại già yếu nhẹ tức là chỉ sử dụng cái cây gậy hay là cái walker để đi và cũng lệ thuộc vào con cái nhưng mà rất ít Già yếu trung bình thì sẽ nặng hơn tức là lúc nào cần có người giúp không những là dễ Những ăn uống vậy đi đứng tắm rửa nhân dân đều cần hết và giờ yếu nhiều hơn nữa thì khi mà đi khám bệnh là phải đi bằng wheelchair là không có thể làm gì được hết và đặc biệt là cái trí nhớ từ từ nó sẽ giảm xuống giờ yếu nặng thì thực sự rất là chỉ có nằm trên giường mà thôi tức là liệt giường và hoàn toàn lại thuộc vào người khác để chăm sóc tất cả nghiên cứu này cho thấy yếu tố tuổi già frailty sẽ được giảm bớt rất nhiều nếu mà sử dụng cái thực phẩm của người địa trung hải bên cạnh đó thì vấn đề cô đơn bởi vậy họ thường thường ăn chung với nhau trong gia đình Tại vì tuổi già Nhớ là tuổi già Về sau này chúng ta chỉ thấy chỉ có người đàn bà Rồi sống lâu hơn thôi Và cái tuổi già nó cô đơn Họ thích màu trắng, màu tan tế Và cái hình ảnh của cái hoa không còn hoa hồng nữa Và cái hoa trắng cho cái đời sống của họ Phân tích về những cái cách về cái người Việt Nam chúng ta để chúng ta học hỏi như thế nào người Việt Nam chúng ta ăn rau tươi ít thì sợ nó rau nó dơ ăn rau và ăn luộc nhiều hơn à, ăn nhiều thịt heo hơn thịt cá thì thịt heo nó rẻ thịt gà và cá đặc biệt tại hoa kỳ thì cái có nướng ăn thịt nó nhiều hơn tại vì cá nó mắc và thường thường khó nấu và họ chiên nhiều hơn tại vì chiên giòn thì nó ngon hơn cá chiên cái gì cũng ngon cơm chiên dùng nhiều mỡ động vật hơn giờ là dầu dừa hơn là dầu olive và chúng ta ăn nhiều gạo trắng quá à, rất là dễ ảnh hưởng đến cái tiểu đường vì chúng ta đã lấy cái phần chính nó ra và để ăn cái phần cho nó ngon uống nhiều bia quá không có phải là uống rượu chắc đỏ và ăn nhiều muối và thực phẩm nguội mắm đập sữa đồ chua dân dân đó là cái điều mà bất lợi cho cơ thể chúng ta đã bàn trước đây và đặc biệt lời khuyên của tôi là để mà so sánh với những cái tiêu chuẩn của người địa trung hải chúng ta chỉ cần giảm bớt thịt bò và heo ăn nhiều cá béo đều có thể giảm đồ chiên nhất là chiên giòn chúng ta nên tránh càng nhiều càng tốt dùng nhiều dầu olive thay vì mỡ động vật kể cả dùng olive để chiên nữa dù nó, nó hơi mất tiền hay là dùng các loại dầu khác nhưng mà cần thêm những ăn loại hạt à, đậu phụng đậu mè hay là những cái loại almond à, ăn gạo nâu chứ chúng ta không ăn gạo trắng nữa và ăn nhiều cải xanh càng nhiều càng tốt ăn thêm cái loại hạt dẻ đó là cái cái loại mà rất là được phổ biến hiện nay và chúng ta nên có khuynh hướng ăn nhiều cá hơn và giảm ngọt đó là cái điều quan trọng đặc biệt thể dục tại sao như vậy đây là cái hình ảnh mà quý vị thấy tất cả người già đều hỏi thầy thuốc là bây giờ làm thế nào để tăng cường sức khỏe. Thì ông thầy thuốc ông nói 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 là exercise, 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 là thể dục mà thôi, không có gì khác hơn. Thì thể dục ở nhà hay câu lạc bộ đều giống nhau, đi bộ, chạy bộ, nhảy tại chỗ đều phải giống nhau đi đạp xe đạp, đi trên máy đi bộ, tùy theo cái sở thích của mỗi người. Chúng ta có thể bơi lội, chúng ta có thể tập yoga, chúng ta có tập tai chi, chúng ta râm rumba, khiêu vũ cho những người lớn tuổi. Tùy theo. cái điều quan trọng nhất của chúng ta là gì? cái kết luận là làm thế nào để chúng ta có thể vui thì chúng ta trẻ được. Nếu trẻ được thì mới khỏe được mới khỏe được thì mới trường thọ được đó là cái, cái lời khuyên chúng tôi là chúng ta cần phải thay đổi cách ăn uống để chúng ta đạt tới cái điểm mà chúng ta muốn à, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chúng tôi ngày hôm nay và hẹn lại vào mỗi thứ sáu đầu tháng và nếu quý vị có thể xem lại một cách vào youtube đánh vào chữ bản tin đi học quý vị sẽ tìm thấy xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của tôi ngày hôm nay